nếp. Đây là quán xôi chiên được mệnh danh là ngon nhất quận Phú Nhuận nha các bạn, nằm trên đường Phùng Văn Tung. Quán có tên là xôi 34, xôi chiên 34. Trên đường này thì rất có nhiều quán xôi chiên nhưng mà cô này là ngon nhất nha các bạn. Khách mua rất là tấp nập. Cô có giao hàng không cô? Mấy cái? 6 cái. 6 cái. Mấy cái trở lên thì cô. Mấy cái trở lên thì cô mới giao hàng. 20 không? 20. 20 cái trở lên thì mới giao hàng. Trung bình đây cái 4.000 đến 5.000 rồi cô. 4.000 cho 5.000. Để bỏ bánh đi. Thank you.
cho khách hàng vậy. Thôi là thay được mọi người. Thường thường khách tới đây mua là 3 đến 5 cái một người. Nhiều là phải để trong cái hộp đó hả cô? Cô cái thịt cô là thịt heo với lại nấm mèo đúng không cô? Thì có hai loại thịt. Cho cô chiên ở trong cuối chiên, trong sau chiên mới mang mua mang về.